xin mời chị Nguyệt. Xin kính chào Hội Thánh. Lời của Chúa đến với chúng ta trong ngày hôm nay sẽ nằm trong sách Gia Cơ chương 1 từ câu 12 tới câu 15 tôi xin đọc. Thử thách và ân điển. Phước cho người chịu sự thử thách, vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Đang lúc bị cám dỗ, đừng ai nói, tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ, vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình, lôi cuốn và quyến dụ, rồi khi dục vọng đã kêu mang thì sinh ra tội lỗi. Tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Amen. Sau đây xin mời mục sư quản nhiệm lên chia sẻ lời Chúa. Xin kính chào tất cả quý vị thánh. Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài về cơ hội buổi sáng hôm nay. Chúa cho chúng con được đến đây để chúng con thờ phượng Chúa và được bây giờ được nghe lời của Ngài. Nguyện Thánh Linh Chúa, thằng lẽ thật, mở lòng, mở trí chúng con để chúng con thật sự hiểu được lời của Ngài. Lời sâu nhiệm đến từ nơi ý tưởng của Đức Chúa Trời. Và xin lời của Ngài giúp cho chúng con được lớn lên, được trưởng thành. Đức tin chúng con được mạnh mẽ để chúng con có thể hầu việc Chúa trong những ngày sắp tới. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện những này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái đề tài thử thách và cám dỗ. Không biết quý vị có biết cái sự khác biệt giữa thử thách và cám dỗ hay không. Thì có một cái anh kia, anh mới nói với người bạn của mình là anh mới lượm được một số tiền rất là lớn. Thì người bạn anh mới nói, ủa, anh có định trả lại không? Tìm người chủ để trả lại không? Thì anh nói, tôi đang suy nghĩ, không biết, tại vì tôi có cầu nguyện Chúa cho tôi số tiền lớn. Thì chúng ta sẽ cùng suy nghĩ. Thưa quý bạn cho em, nếu... Rồi, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ. Cái này sao nó... Rồi, chúng ta... Cái nữa không? Đi trở lại nữa không? Đi ngược lại cái nữa đi. Nhắn bằng ấy đi. Rồi, đi trở lại. Rồi, ok, good. Ok. Trong cái tiếng Hy Lạp, thì cái từ mà thử thách hay là cám dỗ nó cùng một từ mà ra mà thôi, tức là một từ mà nó có hai nghĩa. Cho nên để biết được dịch cho đúng á, thử thách á, hay là cám dỗ, tại chúng ta biết là cái thử thách là một cái gì đó, nó là một cái điều tích cực, hay là mình cho là cái điều thử thách là bình thường, đúng không? Nhưng mà cám dỗ là mình thấy cái gì nó không có đúng rồi. Để mà dịch cho nó đúng á, thì chúng ta phải coi vào cái bối cảnh của đoạn văn đó thì mới dịch. Cho nên ở trong văn Gia Cơ đoạn 1 mà chúng ta đã học đó, thì những cái câu đầu trong câu 3, câu 2, câu 3, câu 4 thì dịch là thử thách. Nhưng mà qua đến câu số 13 đó thì là cám dỗ. Câu 13 cùng một chữ mà có hai nghĩa, tùy vào cái bối cảnh của đoạn văn mà chúng ta dịch cho nó đúng. Vấn đề là chúng ta có hiểu rõ cái sự khác biệt giữa thử thách và cám dỗ hay không. Thì bây giờ chúng ta thấy cái thử thách nó có cái tiến trình của nó, và cám dỗ cũng vậy,
có cái tiến trình của nó. Thử thách đó thì mình, thí dụ như là bệnh tật, thất nghiệp hay là tai nạn. Cám dỗ thì có thể nghĩ đến cờ bạc, hút sách, rượu chè hay là ngoại tình. Và chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh đó, thử thách đó, thì dẫn đến sự sống đời đời. Còn cám dỗ đó thì nó dẫn đến sự chết. Ở trong câu 2 của đoạn 1, 2, 3, 4 đó thì chúng ta mới thấy được cái tiến trình và chúng ta biết được là Chúa dùng cái sự thử thách, những cái hoạn nạn, những cái khó khăn như bệnh tật để mà làm cho chúng ta được trưởng thành. Và khi chúng ta trưởng thành đó, thì chúng ta sẽ nhận được mão triều thiên, sự sống. Cho nên cái điểm cuối, cái điểm đến của thử thách là sự sống, là hạnh phúc mà ở trong câu 12 có nói. Nhưng ngược lại, cám dỗ thì nó dẫn đến cái điểm cuối là sự chết. Ở trong Gia Cơ, đoạn 1 câu 15, rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Vì thấy Chúa dùng những thử thách, khó khăn để mà giúp cho chúng ta trưởng thành, để rồi chúng ta nhận được cái sự sống. Nhưng mà cám dỗ đó thì khiến cho chúng ta phạm tội và cái điểm đến đó là sự chết. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến cái sự khác biệt giữa thử thách và cám dỗ. Nhưng mà cái điểm đầu tiên ở đây đó, ở trong câu 12 nói rằng phước cho người chịu đựng sự thử thách, và khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Trước khi Gia Cơ nói về sự cám dỗ mà dẫn đến sự chết đó, thì ông cho chúng ta thấy đó, ở trong câu số 12 đó, người nào chịu được thử thách thì sẽ nhận được sự sống. Và cái câu 12 này đó, nó cũng giống trong cái ý ở trong câu 2 đó. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Thì câu 2 cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải coi cái sự thử thách như là một cái điều vui mừng. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta biết rằng hoạn nạn, khó khăn thì không ai muốn cả. Và trong lúc hoạn nạn khó khăn, chúng ta có thể đau buồn, thất vọng, chúng ta trách móc. Mà có những người họ than trách cho số phận, có những người họ than trách về Chúa, ông trời gây ra cái đau khổ cho họ. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái sự tốt lành mà hoạn nạn Chúa dùng để đem đến sự trưởng thành, thì chúng ta hiểu như vậy đó,
Chúng ta biết được như vậy thì mới chúng ta thật sự vui mừng. Thì câu số 12 nó cũng thật sự ra là cũng cùng một ý với câu số 2 thôi. Tức là phước hay là hạnh phúc hay là cái niềm vui trong lòng đó, một niềm vui trọn vẹn đó, là cho những người nào mà chịu được thử thách cho đến cuối cùng. Cho đến cuối cùng, đừng có bỏ cuộc. Nửa chừng mình đi với Chúa, mình bỏ cuộc, mình thối lui. Nhưng mà ai mà chịu đựng cho đến cuối cùng đó, thì sẽ nhận được cái gì quý ông bà anh chị em? Mão triều thiên của sự sống. Mà thật sự ra quý ông bà anh chị em, cái sự sống đây là sự sống của Chúa. Mà ngày hôm nay chúng ta kinh nghiệm được sự sống của Chúa một phần nào, chứ không phải là trọn vẹn. Nhưng mà khi chúng ta vào nước thiên đàng đó, thì chúng ta sẽ nhận hưởng hay là kinh nghiệm được cái sự sống của Chúa một cách trọn vẹn. Chứ không phải là đợi đến khi chúng ta qua đời, chúng ta vào nước thiên đàng, lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu được phước, được cái sự sống của Chúa. Nhưng ngay trong đời sống hiện tại, khi chúng ta có Chúa đó, thì chúng ta là người có được phước, chúng ta có sự sống của Ngài ở trong chúng ta, và chúng ta kinh nghiệm được sự sống đó một phần nào, mặc dầu không có trọn vẹn. Nhưng mà điều quan trọng ở đây đó, chúng ta thấy rằng mà Đức Chúa Trời hứa cho những người yêu mến Ngài. Ở câu 3, câu 4 nói về sự thử thách đức tin. Khi chúng ta cứ vững vàng ở trong đức tin, trong thử thách, thì chúng ta sẽ trưởng thành. Nhưng mà ở đây thì Gia Cơ không có nói là mà Đức Chúa Trời hứa cho những người có đức tin. Nhưng mà ở đây ông nói rằng hứa cho những người yêu mến Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, sở dĩ mà chúng ta có thể đứng vững, chúng ta chịu được những cái sự thử thách ở trong cuộc đời này, lý do mà chúng ta có thể vui mừng khi có cái thái độ vui mừng trong hoạn nạn, là vì chúng ta yêu Chúa. Không phải là vì trước chúng ta yêu, mà vì Chúa yêu chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta trưởng thành, và chúng ta hiểu được thì chúng ta yêu Chúa, chúng ta chịu đựng được những cái sự thử thách khó khăn. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở đây cho chúng ta thấy cái đích đến đó là cái sự sống. Và chúng ta hiện giờ giàu có kinh nghiệm một phần nào về sự sống, đem lại cái hạnh phúc, niềm vui thật. Nhưng mà chúng ta đang đi trên đường, đi đến kinh nghiệm được cái sự sống một cách trọn vẹn ở trong vương quốc của Ngài. Và tôi nghĩ rằng đó là sứ đồ Gia Cơ ông muốn cho chúng ta thấy được. Chúng ta thấy được cái phước hạnh, để rồi chúng ta vui vẻ chịu đựng những thử thách, những sự cám dỗ. Thật sự trong cái câu 12 này có thể dịch là phước cho những người chịu đựng được những sự cám dỗ hoặc là thử thách. Cho nên có những cái bản dịch kinh thánh nói cả hai luôn, phước cho người nào chịu đựng được thử thách và cám dỗ. Và khi đã chịu nổi đó, thử nghiệm, thì họ sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mấy ngày. Cho nên điều đầu tiên mà Gia Cơ nói trước khi ông nói về vấn đề sự cám dỗ là ông nhắc lại một lần nữa cái điểm đến, cái phước hạnh, cái sự sống mà chúng ta có được ở trong Chúa Giêsu. Cái đến đó là ông nói về cái sự cám dỗ, và chúng ta sẽ cùng học hỏi biết là sự cám dỗ nó là gì, nó đến từ đâu, và cái nó hành động cám dỗ nó làm việc như thế nào, để chúng ta phải biết để rồi chúng ta có thể chịu được những cái thử thách, những cái sự cám dỗ cho đến cuối cùng, để nhận được cái sự sống mà Chúa hứa ban cho những người yêu mấy ngày. Ở đây thì Gia Cơ nói rằng, nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ.
Thưa quý ông bà anh chị em, không ai tránh khỏi cám dỗ. Ngày nào chúng ta còn sống trong cái con người xác thịt này đó, thì chúng ta phải đối diện với những sự cám dỗ. Cho nên Gia Cơ ông nói rằng đang lúc bị cám dỗ chứ không phải là nếu bị cám dỗ. Điều này cho chúng ta thấy rằng là cám dỗ nó sẽ đến với chúng ta như là một cái điều gọi là bình thường. Nhưng mà khi chúng ta thất bại đó thì con người chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh hay là cho ai đó. Thì chúng ta thường nghe nói là thắng là do bản thân. Khi mình thành công á là mình cho cái là bởi sức của mình. Nhưng mình thua á lại đổ lỗi cho hoàn cảnh hay là đổ lỗi cho ai đó. Cho nên đó, ở trong câu 13 đó nói rằng đang lúc bị cám dỗ, đừng ai nói tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ. Đây. Nhưng mà anh chị em, không đổ lỗi hoàn cảnh, không đổ lỗi con người, mà là đổ lỗi Đức Chúa Trời. Thưa ông bà anh em, có những người đó lúc mà thuận cảnh đó, trong lúc thuận cảnh, lúc mà dư dật giàu có thì họ sống họ không biết đến Chúa, nhưng mà khi gặp hoạn nạn khó khăn thì bắt đầu trách móc số phận, oán trách Chúa, nói trời bất công, tại sao mình cho mình như vậy. Cho nên có những người đó họ đổ lỗi không cho phải chỉ cho hoàn cảnh, cho người này hay là người kia, nhưng mà họ đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Vì nhớ là trong Sáng Thế Ký đoạn 3 thì sau khi bà Eva bà ăn trái cấm, bà phạm tội cùng Chúa, rồi kiểu giống như là bà cũng khiến cho chồng mình cũng ăn trái cấm giống như bà, rồi cả hai đều phạm tội cùng Chúa. Thì trong Sáng Thế Ký đoạn 3 đó thì Chúa đi tìm Adam và Eva. Trước đó cái mối thông công giữa Chúa rất là với Adam và Eva rất là thân thiện. Nhưng mà sau khi họ phạm tội thì hai người này tránh né Chúa. Giống như con mình mà nó làm gì sai, cái mình về cái là bắt đầu nó yên lặng, nó tránh, nó né đâu. Đó. Thì Đức Chúa Trời nói với Adam là ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Đặt một câu hỏi. Có phải con đã ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn đó không? Thì bây giờ ông Adam ông mới nói như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Ông nói rằng người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi. Người nữ, thay vì nói người nữ cho con trái cây mà ông còn người nữ mà Chúa đặt nữa. Tức là cái lỗi ở nơi Chúa nữa một phần. Rồi lỗi của người nữ là người vợ mà Chúa đặt đó. Rồi sau đó Chúa hỏi bà Eva. Chú quay qua, tại vì chú quay hỏi bà, con đã làm gì vậy? Người nữ mới thưa là con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi. Thì bà người nữ này, bà Adam, bà Eva, bà mới đổi thừa cho con rắn dụ dỗ. Bà chúng ta biết là con rắn là hình ảnh của ma quỷ. Và Gia Cơ ông khẳng định rằng Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ. Và thứ hai là chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Thưa ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời là ánh sáng ở trong Văn Nhất đoạn 1 câu 6. Ở trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào, không có tội lỗi nào mà có thể đến mà ở trong Ngài được. Và thứ hai là Ngài cũng không cám dỗ ai. Thưa quý ông bà anh chị em, cám dỗ là để làm gì? Mục đích là gì? Để làm cho người ta phạm tội. Mà Chúa đâu có bao giờ, quý vị thấy không?
Chúa có bao giờ làm cho người ta phạm tội. Chúa bảo chúng ta phải sống một đời sống thánh thiện, một đời sống ngay thẳng. Chứ không, Chúa bây giờ, cho nên Chúa không thể nào mà đi ngược lại với lời dạy của Ngài được. Ngài không cám dỗ ai để phạm tội. Thì bây giờ, cám dỗ đến từ đâu? Thì ông Gia Cơ mới nói đó. Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình, lôi cuốn và quyến dụ. Trong tiếng Việt của chúng ta thấy cái chữ dục vọng đó định nghĩa là gì? Lòng ham muốn. Lòng ham muốn. Và khi chúng ta thấy cái chữ ham đó là thấy cái gì nó không có hay rồi quý vị, nó xấu. Ham ăn, ham uống. Ham tiền. Lấy cái gì cho? Ở trong từ điển tiếng Việt mình là dục vọng là lòng ham muốn thường không chính đáng. Phải thường không chính đáng. Thật sự quý ông bà anh chị em, con người thể xác này có những cái nhu cầu, có những cái gì mình muốn, mình cần, đúng không quý vị? Thí dụ như đói. Đói nó không có xấu quý vị, đó là một cái điều, cái làm khi mình cái thể xác mình nó cần thức ăn cho nên nó đói. Mà người mà không biết đói là something wrong, là bị bệnh quý vị. Đúng không quý vị? Nếu mà mình không có biết đói là mình bị bệnh. Cho nên đói đó nó cũng là điều rất là tốt để mà nó nhắc mình phải ăn uống vô để mình có sức khỏe. Đó. Nhưng mà không khéo đó mình đó là tham ăn. Thì tham ăn nó sai. Mình cần là mình muốn có tiền. Mình muốn là tuần này là ông chủ cũng trả lương. Cái điều đó đúng hay là sai quý vị? Đúng gì đâu. Mình muốn, tại vì mình phải trả bill, phải bồng để mua thức ăn. Nhưng mà tham tiền mới là điều xấu. Và Kinh Thánh nói rằng sự tham tiền là cội rễ của mọi điều xấu. Cho nên nó, cái sự tham muốn mà nó không chính đáng đó, nó trở mà Kinh Thánh cho chúng ta là ước muốn xấu xa. Bây giờ ở trong Colosse đoạn 3 câu 5, vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bắt khiết, tình dục, dâm đản, ước muốn xấu xa và tham lam, vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì cái sự cám dỗ nó đến từ đâu quý ông bà anh chị em? Nó đến từ cái dục vọng của mình. Cho nên mình không có đổ thừa quý vị. Nhiều người là thích cái là họ đổ tên thừa. Đổ thừa. Ở đây Gia Cơ ông mới nói là mình phải chịu trách nhiệm. Mình phải chịu trách nhiệm. Nếu mà mình chiều theo cái dục vọng đó mà mình chiều theo sự cám dỗ đó là cái lỗi ở nơi mình phải chịu lấy trách nhiệm. Cho nên Gia Cơ mới nói rằng nhưng mỗi người quý ông bà anh chị em không trừ một ai bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình. Nhưng mà có hai điều ông nói. Cái dục vọng nó mạnh lắm quý vị. Nó có cái khả năng nó lôi cuốn và quyến rũ. Chúng ta tìm hiểu coi. Cái chữ lôi cuốn và quyến rũ là nó nói đến cái mồi cá. Lôi cuốn và quyến rũ. Con cá nó không có khờ đâu quý vị. Ai đi câu cá mới biết. Chúng ta không thể nào thả cái cần câu xuống mà biểu con cá nó tới nó ăn đâu. Nó biết cái cần câu chứ. Nó biết nguy hiểm chứ. Nhưng mà sở dĩ mà những người câu họ bắt được cá cắn câu là vì sao? Là vì phải có mồi.
Và chính cái mồi nó mới lôi cuốn, nó mới lôi cuốn con cá. Tự nhiên nó đang bơi cái gì đâu, nó bơi 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 bơi. Đó. Mình thấy câu, mình thấy lưỡi câu có mồi xuống là nó chuyển hướng liền, nó bị lôi cuốn. Quý vị thấy cái chữ này không? Cho nên mình phải hiểu được cám dỗ nó hành động như thế nào thì nó mới chuyển hướng, nó thấy à, nó có mồi. Nhưng mà quyến dụ tức là cái mồi nó nhìn, nó có mắt, nó nhìn thấy wow, ngon quá, đúng không? Nhưng mà nó không ngờ đó là ở trong cái mồi đó nó có cái lưỡi câu. Không thì làm sao nó bị cắn câu được. Thì đây Gia Cơ ông mới thấy cho chúng ta thấy là cái dục vọng của chúng ta nó có khả năng nó lôi cuốn mà nó quyến rũ. Không làm mình sao mình sập bẫy được quý ông bà anh chị em. Cũng giống như con cá ha, nó đang bơi, nó thấy mồi nó bị nó lôi cuốn. Thay vì nó đi tiếp, nó thấy mồi là nó đi đến chỗ mồi. Nhìn mồi nó thấy ô quyến rũ quá. Tại vì cái mồi nó bao cái lưỡi câu, nó không thấy bên trong. Đó là cái hình ảnh mà Gia Cơ cho chúng ta thấy. Cho nên quý ông bà anh chị em, mình mà không gần gũi với Chúa, không có sự khôn ngoan của Chúa, mà mình không có nhạy cảm với sự nhắc nhở của Thánh Linh đó, là mình sẽ rơi vào bẫy của ma quỷ liền. Mà Kinh Thánh nói đó, ma quỷ đó giống như con sư tử, nó đi rình rập xung quanh chúng ta, chờ chỗ hở những cái dục vọng của chúng ta đó. Thưa ông bà anh chị em, ở đây Gia Cơ đó thật sự ra là không có nói về cái nguồn cám dỗ là ma quỷ. Nhưng mà đương nhiên chúng ta hiểu, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết rằng ma quỷ nó cám dỗ chúng ta, như nó cám dỗ Chúa Giê-xu, quý vị nhớ không? Nhưng mà ở đây Gia Cơ nói đến cái sự cám dỗ ở trong chúng ta mới là rất là nguy hiểm, quý ông bà anh chị em. Đừng có nói là cái ông đó, ông dày, ông kia, ông dở quá, gặp tôi không có bị trúng kế, bây giờ là sắc kế đâu. Quý vị không có thấy, quý vị, tôi thấy hôm trước tôi về Việt Nam, tôi đi Cần Thơ, có cái chị kia, tôi nói, chị mới nói, ô, tôi hỏi chú, ô, chồng chị đâu? Chị nói, đi với mẹ thôi, về thăm có chuyện gì đó. Chị nói, tôi không bao giờ cho chồng tôi đi một mình. Tôi tin chồng tôi nhưng mà tôi không tin mấy bà. Có nhiều cái sự cám dỗ quý vị, đừng có nghĩ là mình hay ho đâu quý vị. Mình sẽ rơi bẫy của ma quỷ đi. Vì đây Kinh Thánh nói là cái sự cám dỗ nó đến từ bên trong. Trong dục vọng, nó lôi cuốn, có sức lôi cuốn và quyến dụ. Cho nên nói với ông bà anh chị em, mình phải gần gũi lời Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô á, Sa-cơ ông mới nói rằng á, nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Trong lúc thử thách, trong lúc cám dỗ đó, điều chúng ta thường hay nói với Chúa, xin với Chúa là xin Chúa giải thoát con. Nếu mình bệnh thì xin Chúa chữa lành cho con. Nếu mà mình thiếu thốn thì xin Chúa ban cho con đầy đủ. Nếu mình thất nghiệp thì xin Chúa cho con có việc làm tốt. Nhưng mà ít khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mình cái sự khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan trong hoàn cảnh thử thách, hoạn nạn hay là trong lúc bị cám dỗ, nó rất là cần thiết để chúng ta nhận diện ra đây là sự cám dỗ, đây để nó đang đến, nó lôi cuốn chúng ta, nó quyến dụ chúng ta. Có những cái việc nhỏ chúng ta không để ý mà chúng ta coi thường, chúng ta cứ làm hoài mà chúng ta coi thường. Trong Kinh Thánh nói, coi chừng những cái con trồn nhỏ nó phá hoại vườn nhỏ. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Nó sẽ đi, nó sẽ mỗi ngày một chút nó hại và nó sẽ phá cả vườn nhỏ. Coi chừng, thưa quý ông bà anh chị em, đừng coi thường cám dỗ, đừng cứ coi cái dục vọng mình, nói với ông bà anh chị em, nó có sức lôi cuốn và quyến dụ lắm. Không thì mình đâu có ngã dưới sự cám dỗ. Cho nên quý ông bà anh chị em ơi,
Mình phải gần lời Chúa, quý vị ơi. Chúa phải nhắc nhở mình, Chúa cho mình cái sự khôn ngoan để nhận biết đây là coi chừng bẫy của ma quỷ. Chúng ta làm ok, chúng ta chịu khó làm ăn kia. Nhưng mà nếu mà nó dẫn đến vấn đề mà tham tiền, phải bỏ ngày Chủ nhật, phải không có chăm sóc sức khỏe gia đình đó, thì mình phải cẩn thận quay lại. Mà nhiều khi á, mình dễ bị, khi mà mình mệt mỏi, mình thiếu đọc lời Chúa, không có gần gũi với Chúa, thiếu sự cầu nguyện đó, là rất là dễ, quý bà, rơi vào bẫy của ma quỷ. Và mình phải chịu trách nhiệm. Đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia. Ồ, có một người kia, quý vị không? Tôi đọc mà tôi không muốn chi tiết. Ông này đó rất là thành công, nhưng mà ông thất bại về hôn nhân, tại vì ngoại tình, cho nên mấy lần như vậy. Và cuối cùng ông trách Chúa, ông nói vì Chúa đó, ông trách Chúa vì Chúa mà ông ngoại tình mà bị ly dị, gia đình đổ vỡ. Đây là một chuyện có thiệt với ông hả? Cho nên Gia Cơ ông nói đó, đừng có đổ lỗi, đừng có, mà nhất là mình đổ lỗi Chúa. Chúa không có cám dỗ ai cả, như chúng ta biết. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, mình phải cẩn thận quý ông bà anh chị em, phải nhờ cậy Chúa. Điều chúng ta cần á, để mà chúng ta phải chịu thử thách đó, để cho đến cuối cùng, để nhận được mão triều thiên sự sống, là chúng ta rất là cần cái sự khôn ngoan của Chúa. Mà muốn có sự khôn ngoan là chúng ta phải ở trong lời của Chúa, chúng ta phải biết lời Chúa, chúng ta phải gần gũi Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta phải nhạy cảm với Thánh Linh Chúa. Chỉ vì khi chúng ta sống dưới sự ảnh hưởng của Thánh Linh đó, sự dẫn dắt của Thánh Linh đó, được lời Chúa nhắc nhở đó, thì chúng ta mới thắng được những sự cám dỗ. Mà sự cám dỗ đến từ bên trong của ông bà anh chị em, nó lôi cuốn và nó là quyến rũ. Ta phải hiểu được điều này. Cho nên đó, mình phải xem lại cuộc sống của mình. Mình có đang chiều theo cái dục vọng mình không? Mình phải xem lại với ông bà anh chị em. Và mình phải nhờ cậy của Chúa Thánh Linh thêm sức cho chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta coi cái hậu quả của nó là quý ông bà anh chị em. Chúng ta sẽ thấy cách nó làm việc, cái cách mà cám dỗ làm việc. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi. Tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Dục vọng đã cưu mang nghĩa là sao quý ông bà anh chị em? Cái chữ cưu mang, như nãy tôi nói quý vị, con người mình thì có những cái ước muốn. Nhưng mà khi đó mình chiều theo những cái ước muốn xấu xa đó, mà nãy Kinh Thánh có nói đó, cái dục vọng đã cưu mang nghĩa là khi mình hành động đó, khi mình chiều theo cái dục vọng, khi mình say yes cho nó đó, thì nó sinh ra tội lỗi. Nó có thể xảy ra trong cái tâm trí của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng, như ta bảo các con biết, hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. Thì trong cái ý tưởng, tư tưởng này, chúng ta có thể phạm tội. Khi chúng cưu mang ở trong cái tâm trí của chúng ta chiều nó ngay trong tâm trí của chúng ta để yes, yes với nó trong tâm trí của chúng ta, thì nó ra tội lỗi. Và tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Đây là vấn đề quý ông bà anh chị em. Có những điều rất là thu hút, hứa hẹn rất là nhiều, rất là hứa hẹn rất nhiều. Nếu mà mình biết cái điểm đến đó, nếu mà mình biết là nó sẽ
phá vỡ hạnh phúc của gia đình mình đó, thì có một người, những phụ nữ nào mình có thể xa tránh, xa lánh, đừng có đánh gần. Nếu mình biết là mình sẽ bán nhà, bán cửa đi đánh ly dị đó, thì mình phải xa cái casino, cờ bạc. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nhiều khi cái tội lỗi nó thu hút lắm quý vị, nó nói ô không sao đâu, mình làm mình thay vì thôi đi làm cực khổ quá, 8 tiếng đồng hồ phải dậy sớm rồi này kia, thôi đi vô casino có tiền nhanh, khỏi phải làm nhiều. Không có nó, thật sự nếu mà nó không có thu hút gì mình làm, nếu mà mình không biết cái hậu quả, cái điểm đến của nó đó, là nó sẽ phá vỡ gia đình, nó sẽ làm phá tan nhà cửa của mình á. Có lẽ có những người biết nhưng mà chấp nhận luôn, thôi những người đó coi là biết không sợ súng rồi mình. Nhưng mà có những cái tội đó nó rất là thu hút quý vị ơi, rất là thu hút, cho nên nó mới là cám dỗ. Nhưng mà khi mình cưu mang rồi đó, nó là tội lỗi, mà tội lỗi trưởng thành, thưa ông bạn cho em, tội lỗi nó có sức mạnh của nó. Cho nên có những người mà nghiện ngập đó quý vị, ma túy hay là rượu bia đó, hay là kể cả thuốc đó, rất là khó bỏ. Bởi vì người ta nói ma túy là có lực gì đó. Đây là Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng ở trong Roma đoạn 62, vậy đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em. Tội lỗi cai trị, khi tội lỗi nó trưởng thành, nó có cái sức mạnh, nó cai trị, khiến anh em phải chiều theo dục vọng của nó. Khi mà mình làm rồi, làm tới, làm hoài đó, mình làm cái gì á, là mình sẽ cái thói quen mình cứ làm hoài. Ngày hôm nay mình uống chai với cái tự nhiên, mình uống riết rồi mình là lên đô á, hay là mình chơi mới chơi dẫn chơi đánh cờ bạc, dẫn kéo bóng cờ cái, rồi chơi chừng mấy đồng, rồi từ lên cả ngàn, cả trăm ngàn, nó lên đô quý vị ơi, tội lỗi nó trưởng thành. Đây là mình phải thấy, và cái tội lỗi nó có cái quyền lực nó cai trị, cho nên người ta không thoát ra khỏi được. Cho nên thưa quý bà, mình phải nương cậy Chúa Thánh Linh hằng giờ hằng phút để mình mới chống trả lại, mình mới vượt qua những sự cám dỗ. Cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận thưa quý bà anh chị em. Thưa quý bà anh chị em, dầu chúng ta bị thử thách hay là bị cám dỗ, Chúa có quyền tể trị trên hoạn nạn và cám dỗ. Đó là vấn đề. Chúa vẫn tể trị. Chúa không cám dỗ ai, nhưng mà Chúa tể trị trên những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn và cám dỗ. Quý vị nhớ một ngày kia ông Abraham đó, Chúa gọi ông đi ra khỏi xứ của mình để đi vào trong đất hứa. Mà Kinh Thánh nói rằng ông đi mà không biết mình đi đâu, nhưng mà chỉ biết là Chúa kêu gọi ông đi vào trong đất hứa. Rồi Chúa nói ông đừng trở lại Ai Cập. Nơi là Ai Cập là cái nơi mà thờ thần tượng đó, Chúa nói đừng trở lại Ai Cập. Nhưng một ngày kia đó có nạn đói xảy ra. Đói nữa nè. Thì Abraham ông mới nói thôi bây giờ mình xuống Ai Cập tạm cư. Kinh Thánh đã trong Sáng Thế Ký đó, đoạn 12 đó. Tại vì Ai Cập là nơi đó giàu có, nơi có thức ăn đầy đủ. Cho nên ông nghĩ mình bây giờ đói hả? Thì bây giờ sao? Mình đi nơi có thức ăn, nơi đó Ai Cập, mà nơi đó là Chúa cấm ông đừng đi trở về nơi đó, nơi thần tượng nó sẽ bị ảnh hưởng, bị cám dỗ. Mà Kinh Thánh nói thêm là vì nạn đói rất là nghiêm trọng. Mà đói vừa vừa thì có thể ông nhớ lời Chúa thì ông sợ. Nhưng mà nó quá là nghiêm trọng, nó có thể là ảnh hưởng đến cái mạng sống của ông. Cho nên vì mạng sống của ông mà ông không có nghe lời Chúa dạy, cho nên ông xuống. Nhưng mà khi ông vào Ai Cập thì nơi xứ lạ quê người, thì ông nói với bà vợ của ông. Nói với bà vợ, quý vị nhớ câu chuyện đó. Anh biết em là một người phụ nữ xinh đẹp. Khi người Ai Cập thấy em, họ sẽ nói đó là vợ hắn, rồi họ sẽ giết anh, nhưng để em sống. Vậy, ông mới bày mưu nghe, ông nói vậy, hãy xưng là em gái anh đi, để vì em mà anh được đối xử tốt, và nhờ em mà mạng sống anh được an toàn. Wow,
ổng mới ra một cái kế mà không ngờ là cái bẫy. Cũng là vì đói và sợ chết. Mà không sợ Chúa nghe. Mà lại dùng bà vợ, cậy vào bà vợ, cái đẹp, cái sự nói dối của bà vợ. Và nói, em nói là em gái thôi để mà người ta đối xử tốt với anh. Để mà anh được an toàn. Thì Kinh Thánh ở trong câu 14 nói tới là khi Abraham vào Ai Cập, người Ai Cập thấy người phụ nữ này rất là xinh đẹp. Các quan chức của Pharaoh thấy thì trầm trồ trước mặt vua. Và sau đó là phụ nữ đã được chịu vào cung Pharaoh làm vợ của vua Pharaoh. Nhưng mà Chúa can thiệp với mạng cho. Chúa can thiệp. Thì Chúa mới làm, Chúa Đức Giê-hô-va đã giáng trên Pharaoh và cả hoàng gia những tai ương nặng nề. Rồi cuối cùng ông Pharaoh mới nói rằng, ông gọi Abraham tới nói là ngươi đã làm chi cho tôi vậy? Sao không cho tôi biết nàng là vợ ngươi? Tại sao ngươi nói nàng là em gái tôi, khiến ta đây lấy nàng làm vợ? Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lại và đi đi. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa vẫn tể trị trong những cái hoàn cảnh cám dỗ. Và Chúa biết cái tâm lòng của chúng ta. Có lẽ Chúa biết tâm lòng của Abraham yêu mến Chúa. Ông đã bỏ rời bỏ quê hương mà đi đến đất hứa, đi mà không biết mình đi đâu. Và khi ông bị cám dỗ như vậy, ông chiều theo, ông thấy, ông nhìn theo cặp mắt của mình. Chúa cấm ông đi xuống Ai Cập mà vì nạn đói mà ông xuống đó. Vì bảo vệ cái mạng sống mình mà thay vì nhờ cậy Chúa thì ông nhờ người vợ của ông nói dối. Do vậy Chúa vẫn thương xót, Chúa dạy Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, phước cho những ai phước cho những ai chịu đựng sự thử thách hay là chịu được sự cám dỗ. Và khi đã chịu nổi sự thử nghiệm đó thì họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Xin Chúa Ngài thương xót mỗi chúng ta. Ngài biết những cái hoạn nạn khó khăn chúng ta phải trải qua. Và Ngài dùng những điều đó để tô luyện đức tin chúng ta, để chúng ta giúp cho chúng ta trưởng thành. Và Ngài biết, Ngài cũng biết những cám dỗ mà chúng ta phải đương đầu. Mỗi người chúng ta, Kinh Thánh nói là mỗi người chúng ta. Và cái sự cám dỗ nó đến từ bên trong. Rất là quyến rũ và lôi cuốn. Và tội lỗi nó có cái sức mạnh, nó kèm giữ chúng ta. Cho nên thưa quý bạn, chị em, chúng ta phải nương cậy Chúa. Chúng ta phải xin Chúa cho cái sự khôn ngoan. Mà Kinh Thánh nói á, tôi nói một lần nữa quý vị, Chúa nói Chúa cho một cách rộng rãi. Đây là điều chúng ta cần, rất là cần. Mà Chúa nói rằng, Chúa nói nghe quý vị nghe, và là Chúa cho chúng ta một cách rộng rãi. Mà hơn nữa, Chúa không có khiển trách ai. Có những, hay lắm quý vị, không có khiển trách ai. Nhiều khi á, mình nghĩ ôi xin Chúa nhiều quá, Chúa có phiền không? Xin hôm qua rồi, hôm kia có xin rồi. Chúa nói là không, Chúa không bao giờ phiền quý ông bà anh chị em. Chúa không có trách móc chúng ta. Coi thằng, coi cái này nè, coi nè. Lúc nó vui, lúc nó đầy đủ thì nó không có nói gì trời, nó quên. Nhưng mà khi nó cần đấy, Chúa không có trách mình nữa quý ông bà anh chị em. Chúa không trách là tại ngày hôm xưa mình không có dân, ngày hôm xưa mình lo làm, lo ăn, mình lo. Nhưng mà Chúa nói rằng, thứ nhất Chúa cho mình cách rộng rãi. Mình cần, đây là điều mình rất cần, mình phải thấy được cái nhu cầu lớn này quý ông bà, mình cần cái sự khôn ngoan. Rồi mình xin Chúa cho mình nhiều cái sự khôn ngoan để mình có thể vượt qua những khó khăn thử thách, để mình có vượt thắng được những sự cám dỗ rất là tinh vi và rất là quyến rũ, rất là lôi cuốn. Đừng có ai mà chúng ta nghĩ rằng mình có thể đứng vững. Mình phải nhờ cậy Chúa quý ông bà anh chị em ơi. Mình phải nhờ cậy Chúa. Mà ở đây Chúa cũng nói mình đó, thưa ông bà anh chị em, mình phải nhớ đến cái phần thưởng, cái mão triều thiên. Mình phải nhớ điều đó. Mình phải nhớ. Nó là, thật sự nó là cái gì đó mà mình mong ước. Mình mong ước, mình muốn cái điều đó.
Mình muốn được điều đó. Cho nên cái đó nó cũng giúp cho chúng ta đừng có mong những cái điều thấp hèn ở thế gian này. Có đó rồi mất đó. Những cái điều mà nó hứa hẹn rất là nhiều, nhưng mà đem bao nhiêu đau khổ đến cho chúng ta nếu chúng ta chiều theo dục vọng. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chính là Chúa, con cảm ơn Ngài về lời của Chúa. Xin Chúa cho chúng con có sự sắc bén, có sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Cho chúng con biết nương cậy Chúa Thánh Linh, không ỷ vào sức riêng của mình, không ỷ vào kinh nghiệm, nhưng thật sự thấy được cám dỗ có sức hút rất là mạnh, và nó có cái quyền lực cai trị chúng con, và nó sẽ dẫn đến sự hủy hoại, dẫn đến hủy hoại về hôn nhân, đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa giúp cho mỗi chúng con biết thấy được và biết nương cậy Chúa, gần gũi với lời của Chúa, và biết đặt lòng tin nơi Chúa trọn vẹn, không nương cậy vào loài người và sức lực riêng của chúng con. Con cảm ơn Ngài và con cầu nguyện như này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.